xin thắp lên một nén hương trầm, một nén hương trầm, hương trầm bay lên. Kính thưa Bộ trưởng Tổng Trung Văn Toàn, kính thưa các cụ, các ông, các bà là thành viên trong hội Chu Đông, hưởng ứng phong trào công đức mua sắm vật kiến trúc nhà thờ. Sau buổi lễ dỗ tổ hội Chu Đông ngày 18 tháng 10 năm Tân Sửu, anh Chu Quang Huy là cháu nội cụ Chu Quang Tiến xin trưởng tộc cho phép cung kiến chiếc sọc gỗ vào nhà thờ. Cũng trong thời điểm đó, một số ba lô của tuổi trẻ họ Chu Đông được thành lập. Từ đó, trong những nhóm đã phát động quyên góp tiền mặt cung kiến mua sắm sọc gỗ để thay thế đôi sọc bê tông bày ở hai bên cạnh của nhà thờ. Hòa chung khí thế của dòng họ, gia đình ông Chu Quang Bảo và con cháu cụ Chu Quang Cần cũng đã xin cung kiến một đôi lục bình lớn bằng gỗ mít ta và nhà thờ và được thường trực hội đồng tộc biểu đồng ý. Sau một thời gian chuẩn bị và thực hiện tâm nguyện, hôm nay ngày 7 tháng 10 năm 2022, nhằm ngày 12 tháng 9 năm Nhâm Dần, hội Chu Đông long trọng tổ chức lễ tiếp nhận đồ vật do thành viên trong họ giàu lòng công đức quyên góp tiền để mua sắm. Về dự và điều hành buổi lễ hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu có cụ Chu Văn Toàn, trưởng tộc hội Chu Đông, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về dự buổi lễ hôm nay cũng có ông Chu Văn Đức, trưởng chi hai, ông Chu Văn Trường, trưởng chi ba cũng có mặt trong buổi lễ, đề nghị chúng ta cho một tràng vỗ tay. Về dự buổi lễ hôm nay còn có đông đủ các cụ, các ông trong hội đồng gia tộc cùng các cụ, các ông, các bà đại diện các chi, ngành, cành, cụ trong họ xin đề nghị một tràng vỗ tay chào mừng. Cũng tại buổi lễ hôm nay còn có sự hiện diện của đại diện các tập thể và gia đình có tâm công đức, đồ vật và nhà thờ họ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa cụ trưởng tộc cùng toàn thể các cụ, các ông, các bà, quan viên trong họ, chương trình buổi lễ hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Thứ nhất, sau phần tuyên bố lý do giới thiệu thành phần dự lễ, có các ý kiến của các thành phần gia đình và tập thể, đại diện tổ khánh tiết hội Chu Đông sẽ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch mua sắm bổ sung vật kiến trúc của nhà thờ. Hai là đại diện tập thể và hộ gia đình có tâm công đức sẽ phát biểu ý kiến. Ba là ý kiến phát biểu của đại diện tổ thợ mộc làm sập gỗ, tổ thợ mộc hôm nay không lên được. Bốn là phát biểu ý kiến của trường tộc tiếp nhận đồ vật cung kiến và nhà thờ. Sau đó, cụ trưởng tộc và các quan viên trong họ làm lễ kính tổ. Cuối cùng là phần hạ lễ, kính mời các cụ, các ông, các bà và toàn thể quan viên trong họ chúng ta tụ lộc. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Chu Văn Khanh, tổ trưởng tổ khánh tiết của dòng họ, lên báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch mua sắm bổ sung vật kiến trúc nhà thờ họ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quan viên họ Chu Đông về dự buổi lễ tiếp nhận kỷ vật công đức của quan viên họ của chúng ta có mặt buổi hôm nay. Trước tiên, tôi xin thay mặt cho ban khánh tiết xin được báo cáo kết quả mua sắm đồ vật kiến trúc trong nhà thờ của dòng họ Chu Đông chúng ta. Báo cáo kết quả thực hiện mua sắm bổ sung kiến trúc vật về nhà thờ họ Chu Đông, thực hiện kế hoạch tu sửa, bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất nhà thờ, mua sắm bổ sung vật kiến trúc trong nhà thờ họ Chu Đông
đã thông qua cuộc họp ngày 4 tháng 4 năm 2021, tức là ngày 23 tháng 2 năm Tân Sửu, một việc bổ sung sập gỗ. Ngày 12 tháng 12 năm 2021, tức là ngày 9 tháng 11 năm Tân Sửu, thể theo nguyện vọng của quan viên họ, con cháu cụ Chu Quang Thiến và một số thành viên quan viên họ Chu Đông, hội đồng gia tộc họ Chu Đông, tổ chức cuộc họp và nhất trí tiếp nhận công đức bổ sung hai sọc gỗ bày hai bên gian cạnh của nhà thờ họ. Trong tháng 4 năm 2022, tổ khánh tiết của dòng họ Chu Đông đã tiến hành khảo sát ba cơ sở sản xuất đồ gỗ tại huyện Đông Anh, Hà Nội và một cơ sở sản xuất đồ gỗ tại huyện xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội để lựa chọn hình mẫu, kích thước, chủng loại gỗ, giá tiền của sọc gỗ. Sau quá trình khảo sát, tổ khánh tiết báo cáo với thường trực dòng họ về hình mẫu, giá thành sản phẩm của các cơ sở. Thường trực dòng họ đã thảo luận và thống nhất lựa chọn ký hợp đồng với ông Vũ Văn Thủy ở thôn 3, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội với những giao cấu như sau: một, về chất lượng gỗ và yêu cầu kỹ thuật. Gỗ sử dụng, gỗ nào để sản xuất, gia công phần chân, vai, quây và ván mặt. Sử dụng gỗ lim, nam phi sản xuất để gia công phần xà đỡ chịu lực, đỡ ván mặt. Yêu cầu cảm quan không nứt nẻ, không bị lỗ thủng, không mối mọt do bám rác, gỗ nguyên đá. Sử dụng sơn PU để hoàn thiện toàn bộ sản phẩm. Chi tiết cấu kiện được gia công thực hiện biện pháp xử lý kỹ thuật đúng theo quy trình chống mối mọt. Sản phẩm được hoàn thiện đảm bảo kết cấu vững chắc, đối với cân đối không cong vênh, đáp ứng nhu cầu sử dụng về lâu dài. Hai, về quy cách, hai sọc gỗ có kích thước như nhau, dài 2m2, rộng 1m8, chiều cao 0,61cm. Khuôn tranh mặt dài 10 x 20cm, ván mặt dài 3cm, bố trí 9 thang 5 x 6cm để đỡ ván mặt. Yếm quây dày 10, vai tiền rộng 50, vai lan rộng 40, kích thước chân 26 x 26, không tâm không tim không bán giá. Về hình thức, bên A giao cho bên B ông Vũ Văn Thủy thi công phần một. Hình thức kiểu dáng sập trơn không chạm khảm. Riêng về phần sơn do anh Nguyễn Văn Đức, con rể ông Chu Văn Hảo, sơn công đức. Về thời gian thi công là 2 tháng, ngày bắt đầu ngày 17 tháng 4 năm 2022. Về giá trị hợp đồng, giá sập trơn là 50 triệu một cái, hai cái là 100 triệu. Kết quả thực hiện, ngay sau khi ký hợp đồng, ông Vũ Văn Thủy đã tiến hành chuẩn bị nguyên liệu để thi công chủng loại gỗ đúng theo giao kết. Quá trình thi công phần một thường xuyên liên lạc với tổ khánh tiết là ông Chu Văn Canh để trao đổi những vấn đề phát sinh, kịp thời xử lý việc theo thống nhất giữa hai bên đã hợp đồng. Về thời gian thực hiện hợp đồng đảm bảo, đại diện họ Chu Đông thực hiện 2 lần kiểm tra tiến độ và chất lượng sản phẩm, nhận sản phẩm do ông Vũ Văn Thủy bàn giao tại nhà vào ngày 18 tháng 9 năm 2022 nhằm ngày 23 tháng 8 năm Nhâm Dần. Đại diện tập thể quan viên họ anh Chu Quang Huy
đã thay thế, thay đại diện cho gia đình cũng như tuổi trẻ họ Chu thanh toán 100 triệu đồng. Hai lớn về việc bổ sung nó một mình lớn. Ngày 24 tháng 9 năm 2022, tức ngày 29 tháng 8 năm Nhâm Dần, theo thể nguyện vọng của gia đình ông Chu Quang Bảo và con cháu cụ Chu Quang Cẩn, thường trực dòng họ Chu Đông đã tổ chức cuộc họp và nhất trí chủ trương tiếp nhận công đức hai lọ lục bình lớn này bên gian cạnh chất tải ra giữa, một về chất lượng gỗ và yêu cầu kỹ thuật. Yêu cầu chất lượng bằng gỗ ít ta nguyên loại, kích thước cao 1m6, thân rộng 45cm, quy cách liền khối không chạm khảm. Hai, thực hiện kết quả. Hai, kết quả thực hiện như sau. Ngày 30 tháng 9 năm 2022, tức ngày 5 tháng 9 năm Nhâm Dần, gia đình ông Chu Quang Bảo đã chuyển đôi lục bình về nhà thờ. Hôm nay, ngày 7 tháng 10 năm 2022, nhằm ngày 12 tháng 9 năm Nhâm Dần, tổ khánh tiếp xin báo cáo lại toàn bộ quá trình thực hiện công việc tiếp nhận công đức để mua sắm bổ sung sắm gỗ lộc bình gỗ để các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quan viên dòng họ Chu Đông được rõ và tiến hành tiếp nhận phục vụ hoạt động tâm linh của dòng họ ngày càng chu đáo hơn. Và để phương hướng đến năm 2022, theo tâm nguyện của tập thể các ông đến tuổi sơ thọ 50 năm Quý Mão năm 2023 tới đây, thường trực họ Chu Đông đã thảo luận và thống nhất chủ trương về việc tiếp nhận một chiếc chiêng đồng do tuổi sơ thọ cung tiến về nhà thờ để phục vụ việc cúng dỗ tại nhà thờ họ. Dự kiến sẽ tiếp nhận trước ngày giỗ tổ ngày 18 tháng 10 năm Nhâm Dần. Tổ khánh tiết họ Chu Đông trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các cụ, các ông, các bà, trai, dâu, gái họ đã có tâm cung tiến tiền của đồ vật kiến trúc trong thời gian qua. Hy vọng trong thời gian tới họ Chu Đông sẽ tiếp tục đón nhận những tình cảm của các quan viên họ đóng góp về tinh thần, vật chất làm cho nhà thờ ngày càng khang trang hơn. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các bạn đã làm sức khỏe và thành đạt trong một năm. Vâng, với cái đại biểu của dòng họ của chúng ta vừa được nghe, ông Chu Văn Khanh thay mặt cho tổ khánh tiết đến báo cáo toàn bộ kế hoạch mua sắm đồ thờ của các gia đình và của tập thể trong thời gian vừa qua. Để tiếp theo chương trình, ban tổ chức chúng tôi xin kính mời ông Chu Quang Hòa thay mặt cho con cháu cụ Tiến đến phát biểu ý kiến thay mặt cho gia đình. Thế ngày hôm nay là Chu Đông để tiếp nhận kỷ niệm của các gia đình và cá nhân, tôi xin kính thay mặt gia đình chủ trì. Kính thưa ông Chu Văn Toàn, trưởng tổng tập đoàn. Kính thưa ông Chu Văn Đức, đại diện cho trưởng chi hai. Kính thưa ông Chu Văn Trường, trưởng chi ba. Cùng toàn thể các ông trong hội đồng tập biểu, các ông trong ban liên kết của tổng, cùng toàn thể các cụ ông cụ bà, các ông có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay để thực hiện và ước nguyện đạo lý như vậy. Về phía gia đình chúng tôi cũng muốn là một gia đình nhỏ trong dòng tộc, đại gia đình dòng tộc của Chu Đông, để thực hiện cũng có một chút kỷ vật để hoàn thiện hơn, to đẹp hơn, đàng hoàng hơn với dòng tộc. Nhưng mà trước tiên để có cái sự thành công như ngày hôm nay, thay mặt gia đình tôi xin công nghiệp trước tiên tôi xin được sự đồng ý nhất trí cao
của dòng tộc, được sự quan tâm đôn đốc và giám sát của tất cả các ông trong hội đồng tổng thể cũng như là các ông trong ban thánh tiết để đến có công việc của gia đình thực hiện được ước nguyện làm công việc ngày hôm nay. Tôi cho gia đình xin cảm ơn để thành công đến nhà. Tôi xin thay mặt gia đình xin cảm ơn tất cả các ông trong ban thánh tiết cũng như là ông Khanh báo cáo với hội đồng cuộc họp hôm nay, tức là cũng phải mấy lần đi vì đường xá xa xôi để thành công được cái việc như ngày hôm nay. Thì về phía gia đình, tức là toàn thể con cháu chắc nội ngoại trai dâu gái rể của cụ tôi, tức là cụ Chu Quang Kiến, thành tâm dâng lên gọi một chiếu sập như ông Khanh thông báo, thì bà Mỹ Sơn con cháu cụ công đức và cung kiến Sơn hai chiếu sập hiện nay đã trong từng đường của nhà thờ và mọi chú đông. Thế về phía gia đình thì không biết nói gì hơn trong không khí của trang trọng như hôm nay. Tôi xin thay mặt gia đình xin cảm ơn tất cả các cụ, các ông, các bà có mặt đông đủ hơn chút thời gian, có mặt đông đủ rồi dự buổi lễ ngày hôm nay. Tôi xin thay mặt gia đình xin cảm ơn như thế. Vâng, hội nghị của dòng tộc của chúng ta vừa được nghe ý kiến phát biểu của ông Chu Quang Hòa thay mặt cho con cháu của Chu Quang Kiến đến phát biểu ý kiến. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức chúng tôi xin kính mời chú Chu Quang Tuấn là cháu nội cụ Cẩn đến phát biểu ý kiến. Kính thưa cụ Chu Quang Hòa, trưởng mặt trận Chu, kính thưa các ông bà cao niên trong ban giám thị của Chu của chúng ta. Thật sự hôm nay cháu rất là xúc động và vinh dự đứng trước các cụ ông bà và chúng ta chọn nhà thờ sảnh nhà thờ chúng ta không để cho các cụ ông bà. Lời đầu tiên cháu cũng xin sơ qua giới thiệu, hôm nay là đầu tiên cháu được có đây phải có các cụ ông bà vinh dự rất là trang trọng. Trước tiên thì cháu sẽ giới thiệu cháu lại tên đầy đủ là Chu Quang Tuấn, con của ông Chu Quang Bảo, cháu của ông Chu Quang Bảo. Thì cháu được sinh ra và lớn lên tại xã Phú Sơn, xóm Tượng, và năm 11 tuổi năm 1985 thì theo bố mẹ và định cư tại Lâm Đồng cho đến nay cũng gần 40 năm. Thì thật sự là khi mà được biết họ của chúng ta có nhà thờ tương đối là người trắng đi ra như thế này, thì thật sự trong kia trong bài gia đình thì rất cảm thấy rất tự hào khi về xã Phú Sơn. Anh các chị bên ngoại giới thiệu là họ chung là em xây nhà thờ. Theo đánh giá chủ quan hiện nay về khách quan thì hiện nay nhà thờ họ chung của chúng ta cũng nằm trong top đầu của xã. Thì từ đó thực sự đối với bản thân chúng cháu là người đi xa quê xa xứ làm ăn hay đi khó của mình có được sự chung tay góp sức của toàn thể gia tộc giữ xây dựng nhà thờ như thế này, thật sự có một điều rất là hạnh diện. Thế thì trong thời gian dài cũng là trong năm qua thì thật sự không phải là chúng cháu nghĩ đến quê hương đất tổ của mình, nhưng mà thật sự cũng là một cái hoạt đầu tiên là về địa lý xa xôi cách trở. Thứ hai là trong năm qua thì dịch bệnh trên toàn thế giới toàn nước và cũng có việc là tương lai khó khăn kinh nghiệm muốn thực hiện những cái ưu tiên cho nhà thầy cũng chẳng có từ đâu, nên là xin là mãi cũng phải việc nhất xin các ông các bà các bậc cao niên thứ nhất cho cả gia đình nhà cháu trong năm trong những thời gian vừa rồi đã thực hiện cái việc này từ năm ngoái, có truyền đạt với lại bác Chu Quang Thăng và lý nguyện của cháu và cùng gia đình.
và muốn lúc kia tặng lại về cái kỷ vật gì đó có giá trị khoảng trên dưới 50 triệu. Thì cháu đã điện thoại rất nhiều lần nhưng không hiểu tại sao là các thang máy cũng nói là để bác sắp xếp, nhưng mà thời gian dài cũng không thấy đi. Xong vừa rồi thì cháu gặp bác Phong, sau đó là sự việc này thì thật sự cháu không nghĩ là về đây lần này về đây mà lại được dùng một cái buổi mà thực sự nó trang trọng như thế này, rất là trang nghiêm và rất là quý, thì rất là xúc động, muốn nói rất nhiều nhưng mà thật sự đứng trước các cụ ông các bà có sự cảm động rồi, và chúng tôi mong muốn rằng qua đây thì các cụ ông các bà được truyền đạt những tâm trọng cùng các cháu sau đây tới đây sẽ có những cái gì đó, làm những cái gì đó để cho nhà thờ chúng ta càng ngày càng trọng hơn, thì để cho cái đạo dòng đọc họ chung chúng ta sẽ có những cảm nhận mà cái điểm nhấn xã huyện sau trong tương lai. Một lần nữa những cái gì hơn thay mặt cho gia đình, gia đình không cho con bảo con cho con bảo gửi lời chúc sức khỏe đến các thầy cô các ông các bà mọi người cao niên trong gia đình cô chú của chúng ta có sức khỏe hạnh phúc an khang thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn. Hội nghị của chúng ta vừa được nghe ý kiến phát biểu của chú Quang Tuấn, con trai của ông chú Quang Bảo, cháu nội của cụ chú Quang Cần đến phát biểu ý kiến và cảm tưởng trước hội nghị dòng họ của chúng ta. Để tiếp theo chương trình, ban tổ chức của chúng tôi xin giới thiệu và kính mời chú Chu Quang Tuyến thay mặt cho tuổi trẻ của họ Chu Đông lên phát biểu ý kiến trước dòng họ. Kính thưa chủ tịch Chu Văn Hoàng, thưa các anh em các cụ bà, thành viên trong nhóm họ Chu Đông, để thực hiện cái truyền thống của một nước yêu quân với anh em có tuổi trẻ chú Đông, thì cũng xin ý kiến với đại biểu xin của ý kiến và để bắt đầu cái chương trình lễ vật để hoàn thiện thêm các trang thiết bị vật chất cho nhà thờ, báo cáo với các cụ bà ông bà đã được tôi nhà bà nhất trí thông qua. Hôm nay thì cái phong cảnh đã được hoàn thành với cái sự trách nhiệm và cái sự chia sẻ của các ông trong phần kế tiếp, thì chúng con là những người thế hệ sau sẽ xin là góp sức chia sẻ một chút với các bậc tiền nhân, và sau này còn có rất nhiều các công việc nữa thì chúng con cũng sẽ cố gắng để tiếp bước các bậc cha anh phía trước. Thế là một công việc đã hoàn thành rồi, thì hôm nay là tháng tuổi cô tiến và thức lặng. Còn chúng ta đang xin cảm ơn các phong các bà trong gia tộc của mình, như là cảm ơn các anh em trong những nhóm tuổi trẻ đã chia sẻ. Mặc dù là cái điều kiện vật chất của mỗi người thì cũng còn rất nhiều cái sự khác biệt, tuy nhiên thì chúng ta đã cùng nhau đồng lòng chia sẻ. Và đến hôm nay thì công việc đã hoàn thành. Cô Mao một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tất cả các cô bà trong gia tộc nhà mình, và chúc cho gia tộc nhà ta tiếp tục là phát triển hơn nữa. Và anh em tuổi trẻ chúng con sẽ nỗ lực tiếp tục nỗ lực hơn nữa để làm những cái xứng với cái sự kỳ vọng của các cô bà trong gia tộc. Chúng con xin trân trọng cảm ơn. Sau khi là hoàn thiện cái lần vận động lần một của nhóm tuổi trẻ để tham gia cái kỹ sở, thì chúng con còn là quỹ thì con còn dư một cái số tiền là 400.000 đồng cũng xin đã được sự đồng ý của
các ông bà ở trong ban kiến thiết cũng như tổng công ty. Sau đây thì con xin mời con xin chuyển giao lại số tiền này và mong là ông có cả cho tổng công ty chuyển số tiền để cả công ty tính mạng cho các cháu để cho duy trì ở trong thời gian tiếp theo. Con xin mời đại diện của công ty của con. Vâng, vừa rồi ý kiến của ông Tư Chu Công Tiến đại diện cho nhóm tuổi trẻ Hoàng Chu đã vận động anh em tuổi trẻ và tôi đã góp vào để mua sắm xong dư một số tiền cũng bàn giao cho họ. Thì thay mặt cho tổ tài chính của ban tài chính của họ cũng xin nhận cái số tiền của ông Chu Công Tiến để chuyển vào quỹ khuyến học của dòng họ. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các cụ, các ông, các bà và toàn thể quan viên trong họ, chúng ta vừa được nghe ba ý kiến phát biểu cảm tưởng của hai gia đình và một tập thể. Trước hội đồng đọc biểu và quan viên trong họ, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời và giới thiệu cụ Chu Văn Toàn, trưởng tộc Hội Chu Đông, lên phát biểu ý kiến và tiếp nhận đồ vật cung kiến. Xin kính mời cụ. Kính thưa các cụ, con và các đại sứ đại họ đã có mặt trong buổi lễ để được đón nhận kỷ vật của các ông cung kiến về nhà thờ. Chính thưa các cụ, tôi bắt đầu là một con họ. Nhà thờ họ của chúng ta làm năm 2013, tức là năm cuối kỳ. Đến nay đã được 9 năm. Trong khi đó, nhà thờ phải nội rất trang trí bên trong của chúng ta là hoàn toàn bê tông cốt sắt. Với niềm hy vọng và ước nguyện của dòng họ ta sẽ thay thế phần thập gỗ bê tông cốt sắt chuyển hướng sang thập gỗ để cho nó phù hợp với điều kiện, với khả năng, đồng thời với tiềm năng của dòng họ ta. Cũng từ đó họ ta đã thay thế được rất nhiều như đôi ba cái mẹ bằng bê tông cốt sắt, nên chúng ta đã thay bằng ba mẹ gỗ và để đồ nhà thờ. Sau đó chúng ta sẽ thay một cái sập gỗ và bê tông của bên trong nhà thờ. Đến nay còn hai cái sập, nên chúng ta sẽ thay hoàn chỉnh một phần gỗ. Từ đó cho đến nay, họ ta liên tục nhận được những kỷ vật của các ông, các bà, cá nhân, tập thể, cung kiến về nhà thờ. Và cho đến ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục nhận đôi sập của gia đình cung kiến cung kiến và lớp tuổi trẻ của đồng học Chu năm 2022. Đồng thời, nhận đôi lọ một mình của con cháu của Chu Văn Tẩy cung kiến về nhà thờ ở Đức Vinh. Tôi thay mặt toàn thể quan viên trong họ, các ông có mặt tại đây, đồng thời các ông vắng mặt không tới dự buổi của ngày hôm nay vì lý do bận, cảm ơn tất cả các cô, các ông, các bà quan viên họ đã nhiệt tình thảo tâm cung kiến về nhà thờ họ chung chúng ta mỗi ngày khang trang đẹp đẽ hơn, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, xứng tầm với dòng họ Chu là vui. Tôi xin thay mặt cho toàn họ xin chấp nhận các kỷ vật của các ông cung kiến về nhà thờ như kỷ vật con cháu của Chu Văn Tiến, kỷ vật con họ một mình của con cháu của Cần, ở lớp tuổi trẻ gồm 45 ông, tiền thu được tất cả là 54 triệu
400.000 đồng. Xong còn phần dư dật văn tuổi trẻ, thanh niên tuổi trẻ mà cung đến làm công vị của nhà thờ, tôi thay mặt cho toàn họ xin chúc nhân và xin cảm ơn tới tất cả các cô các ông hết về gia đình chung con đến con đó của con đến và con đó chung con tần bạn nhà bè thanh niên của tất cả anh em trong lứa tuổi trẻ và mọi chung năm 2022. Xin chân thành cảm ơn và chúc tất cả các cô các ông các bà, đồng thời xin kính chúc tới tất cả con cháu của cụ Tần, con cháu của cụ Chu Quang Tiến, bạn bè thân nhân của đồng họ Chu của lớp tuổi trẻ, đồng thời cùng gia đình một sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Xin chân thành cảm ơn. Sau đây ban tổ chức xin kính mời cụ trưởng tộc Chu Văn Toàn và thắp nén hương để kính cầu. Thank you.
bà, cha em dâu gái họ trong những ngày, những năm tiếp theo. Chúc toàn thể quan viên họ mạnh khỏe, có mặt trong buổi lễ đón kỷ vật dòng họ Chu Đông ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Tiếp theo ban tổ chức xin kính mời ông Tô Quang Đức, ông Tô Văn Trường, trưởng viên hai tổ kỳ ba, ông và lễ ký đổ. Có tông, có bà, có ông, làm con phải nhớ.